Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Cảnh giác trước những viên đạn bọc đường trong vụ Việt Á. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua, dư luận cả nước dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc đến thời điểm này đã có hơn 70 cán bộ ở trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang, ngành y tế bị kỷ luật đảng, khởi tố bắt giam do sai phạm liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Quá trình điều tra làm rõ các sai phạm của những cá nhân trong vụ án đang được các cơ quan tố tụng thực hiện, nhưng chắc chắn rằng trong số họ có rất nhiều người từng là đảng viên đã không giữ được mình, sa ngã trước viên đạn bọc đường. Còn nhớ khi nói chuyện với các lực lượng trước khi vào tiếp quản thủ đô Hà Nội 1954, nhiều người thắc mắc không biết từ chiến khu về xuôi thì lương bổng, công tác sau này ra sao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ sung một điều chưa ai nêu ra: khi về xuôi thì đạo đức và nhân cách của mình phải thế nào? Rồi người căn dặn, bom đạn của địch không nguy hiểm bằng đạn bọc đường vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy. Soi chiếu với những gì diễn ra gần đây, đặc biệt là khi đảng đẩy mạnh yêu cầu tự soi, tự sửa thông qua công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, lời Bác dạy năm nào vẫn vẹn nguyên giá trị. Bởi chỉ trong 5 năm trở lại đây, viên đạn bọc đường thông qua các hình thức như hoa hồng, chiết khấu, hối lộ, phí bôi trơn, cổ phiếu ưu đãi đã là phép thử và làm nhiều cán bộ gục ngã do không đủ bản lĩnh vượt qua ma lực của đồng tiền, của vòng danh lợi. Trước đại án chưa có điểm dừng liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, nhiều cán bộ, nguyên cán bộ cấp cao, cựu tướng lĩnh cũng đã bị viên đạn bọc đường xuyên thủng, bị kỷ luật đảng nghiêm khắc, đồng thời phải chịu xử lý hình sự như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hữu Tín, Trần Vĩnh Tuyến, Nguyễn Văn Hiến, Phan Hữu Chiến, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Tình, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. Bài học từ những cá nhân sai phạm nêu trên, chính họ là đã để cho chủ nghĩa cá nhân lấn lướt dẫn đến mù quáng. Sự sa ngã của họ không chỉ là nỗi đau cho bản thân, gia đình, mà còn làm suy giảm niềm tin của nhân dân với đảng trong vai trò là chính đảng cầm quyền duy nhất ở nước ta. Để xảy ra những vụ việc như vậy còn do 4 nguyên nhân đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 13. Cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử lý vi phạm ở nhiều lĩnh vực chưa có hoặc có nhưng chưa cụ thể, hiệu quả thực thi thấp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định rõ quan điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là để làm bài học răn đe chung, cảnh tỉnh cho những người khác không vi phạm. Đúng như Bác Hồ từng dạy là vì sự nghiệp chung, không thể không làm, cắt một vài cành sâu để cứu cả cây. Khi xử lý các cán bộ sa ngã, đáng buồn là không ít người đến khi bị kỷ luật, xử lý hình sự mới nhận ra sai lầm và muộn màng nói những lời cay đắng nếu như giá mà. Do vậy, điều quan trọng nhất lúc này là mỗi cán bộ đảng viên phải tự tu dưỡng đạo đức, tạo sức đề kháng, ngăn chặn, vô hiệu hóa những viên đạn bọc đường trong chính công việc hàng ngày bằng cách tuân thủ nghiêm quy trình công tác, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan. Không chỉ bản thân làm tốt mà cần tuyên truyền, giáo dục cấp dưới, đồng nghiệp, đặc biệt là người thân trong gia đình, làm theo để họ không trở thành gót chân asin. Có thể thấy trong đời sống, nhân dân luôn nhìn vào cán bộ, đảng viên để nghe theo, làm theo. Vì thế mỗi đảng viên muốn nêu gương thì nói phải đi đôi với làm trên cả ba mặt: với người, với mình, với việc. Theo đó, đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc dĩ công vi thượng, đặt việc công lên đầu. Đối với mình không được tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà phải luôn học tập cầu tiến, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa điều dở. Đặc biệt, người có địa vị càng cao thì càng phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, càng phải ra sức hoàn thiện về đạo đức cách mạng, nhất quán giữa nói và làm. Cùng với tăng cường siết chặt cơ chế kiểm soát quyền lực của nhà nước để cán bộ các cấp không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, mỗi cơ quan đơn vị cần chủ động ra soát quy định, quy chế nội bộ để cán bộ đảng viên khi nắm quyền trong tay phải nắm rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, không dám lạm quyền, lộng quyền, không để bị ngã gục trước cám dỗ. Những vị trí công tác nhạy cảm liên quan đến phê duyệt dự án, thuế, hải quan, quản lý tài sản công, quản lý tài chính phải thường xuyên được sàng lọc, luân chuyển, tránh tình trạng cắt cứ dẫn đến lạm dụng quyền, sai phạm. Bên cạnh đó, việc đầu tư chiến lược và lâu dài cho công tác nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chế độ đãi ngộ với đội ngũ cán bộ, đảng viên là hết sức cần thiết.
Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần động viên, quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tận tâm, tận lực cống hiến và nhiều hơn giữ vững sự liêm chính, không bị sa ngã trước viên đạn bọc đường. Xét cho cùng, giá trị lớn nhất của mỗi cá nhân thể hiện qua những đóng góp của bản thân cho tập thể. Dù làm gì công việc giản đơn hay phức tạp, thuận lợi hay khó khăn, nếu mỗi cán bộ đảng viên luôn nhớ lời Bác dạy về đạo đức cách mạng, sẽ có thêm động lực để rèn luyện, học tập, làm việc tốt nhất, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém. Đó cũng chính là cách để tránh rơi vào những sai lầm, khuyết điểm. Khi mỗi cán bộ đảng viên có sức đề kháng cao trước mọi loại viên đạn bọc đường sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tiền dân bốc hơi khi nhà thuốc tốc biến. Thưa quý vị, với chi phí y tế từ tiền túi chiếm đến 43%, thì chuyện càng nhiều nhà thuốc mọc lên đồng nghĩa với việc người dân càng phải bỏ tiền túi nhiều hơn. Chuỗi nhà thuốc An Khang từ cuối tháng 5 đến nay mở mỗi tháng trên dưới 100 nhà thuốc mới để đạt kế hoạch 800 nhà thuốc trong năm 2022. Đúng là một tốc độ tên lửa. Chuỗi nhà thuốc Long Châu đang có 695 điểm bán, báo Dân Việt cập nhật đến ngày 19 tháng 7. Trong khi đến cuối năm 2021, Long Châu mới chỉ có 400 nhà thuốc, tức là chỉ nửa năm qua, chuỗi nhà thuốc này cũng có thêm đến 200 điểm bán. Còn ông trùm PharmaCity thì khỏi nói rồi, 1.100 nhà thuốc, tham vọng 1.750 vào cuối năm 2022 và kế hoạch năm 2025 sẽ có 5.000 nhà thuốc. Nhà thuốc chuỗi PharmaCity dày đặc đến mức ở một số nơi, nhiều cửa hàng cách nhau chỉ 200-300m. Con số 57.000 nhà thuốc được thống kê trên toàn quốc giờ đã bị phá ngoạn mục từ lâu rồi. Sự tốc biến của nhà thuốc đang cho thấy một điều rằng dược phẩm vẫn luôn là ngành sống khỏe. Mưa lũ cũng sống khỏe, bão giá cũng sống khỏe. Còn dịch bệnh ư, khẩu trang tăng giá 400%, thuốc điều trị Covid loạn cào cào, cấu kết cò mồi lập ma trận, không gì không làm, càng dịch bệnh càng sống khỏe. Nhưng tại sao nhà thuốc tốc biến kinh khủng như vậy? Chúng ta có đến hơn 20.000 loại thuốc và dịch vụ, hàng triệu lượt khám chữa bệnh một năm. Nhưng trong số 120.000 tỷ đồng tiền thuốc chi phí hàng năm, bảo hiểm y tế chỉ thanh toán khoảng 36-37%. Chúng ta mất 4,5% tiền lương để đóng bảo hiểm y tế. Nhưng đến thuốc thì xin mời ra nhà thuốc. Càng biệt dược, càng đắt thì càng phải ra ngoài. Chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đã tăng lên 37,97 USD vào năm 2015, 56 USD năm 2017 và ước tính duy trì đều như vắt chanh ở mức ít nhất 14% một năm cho tới năm 2025. Trong 2 năm đại dịch, mức chi tiêu này đột biến chưa thể tính toán được. Ông Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cũng từng xác nhận hiện 90% dân số đã có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, chi phí y tế từ tiền túi hộ gia đình vẫn chiếm đến 43%, có nghĩa là gần gấp 2 lần mức khuyến cáo của WHO 20%, gấp gần 3 lần tại các nước phát triển chỉ 14%. Bà Nguyễn Kim Phương, chuyên gia của WHO tại Việt Nam, từng nhìn nhận mức khoản chi cho y tế từ tiền túi của người dân bằng hoặc lớn hơn 40% khả năng chi trả của hộ gia đình thì đó là chi phí y tế mang tính thảm họa. Nhà thuốc tốc biến, nhưng nếu không quản lý được, không ngăn chặn được thì tình trạng hoa hồng chẳng hạn lên đến 7,5 tỷ trong vụ pharma thì tiện đấy, nhưng không khéo tiền túi dân sẽ bị đẽo sạch chẳng còn mà tiện. Lạnh xương sống, chúng ta đang nuốt độc hàng ngày, hàng giờ. Thưa quý vị, gần 50% số mẫu rau quả, trái cây có dư lượng hóa chất rất kinh khủng. Nhưng có gì lạ đâu khi có những giai đoạn mỗi ngày chúng ta chi đến 2,15 triệu USD để nhập thuốc trừ sâu. Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn và dễ dàng thế. Phát ngôn nghị trường của đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Vinh năm 2015, đó cũng là năm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát phát ngôn chấn động. Tôi cứ nghĩ đến cảnh chuối được ngâm ủ trong thùng hóa chất có thuốc trừ sâu mản lạnh cả xương sống. Khi đó, dư luận từng kinh hoàng về chuyện nhập thuốc trừ sâu với khoảng 100.000 tấn mỗi năm. Về tình trạng rau hai luống, lợn hai chuồng, có nghĩa rằng chúng ta vừa nhập thuốc sâu, vừa sử dụng thuốc sâu theo kiểu đầu độc đồng bào trừ mình ra. Không chỉ là số lượng, giáo sư Nguyễn Lân Dũng từng đưa ra thống kê rằng chúng ta nhập đến 4.100 loại thuốc trừ sâu, thuộc 1.643 hoạt chất khác nhau và 90% nhập từ Trung Quốc, trong khi mỗi năm có thêm 200.000 ca ung thư mới với 70.000 người chết.
76.000 tấn đến 126.000 tấn thuốc trừ sâu được nhập về mỗi năm. Con số ấy quá khủng khiếp, nhưng nó chính là câu trả lời cho tỷ lệ 50% mẫu rau quả, cây trái có dư lượng hóa chất mà Ban An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh vừa mới công bố. Từ 7 năm trước, hoặc 10 hoặc 20 năm trước, hóa ra tình trạng vẫn không hề thay đổi, và trời kêu ai nấy dạ. Chính giáo sư Nguyễn Lân Dũng khi được con trai thông báo bị ung thư đã giật mình. Ông nghĩ mãi và phát hiện có một nhược điểm duy nhất là suốt mấy chục năm qua, vợ chồng tôi ăn rau và các loại hoa quả mùa nào thức ấy mua ngoài chợ. Mà mua ngoài chợ thì khó lòng biết loại rau, hoa quả nào không có thuốc trừ sâu. Có vẻ như vị giáo sư đã thở dài, nông nghiệp Việt Nam đã sử dụng và lạm dụng thuốc trừ sâu quá nhiều. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng sống lành mạnh, không rượu bia, không thuốc lá, lại là giáo sư đầu ngành sinh học, cuối cùng đã suy ra một điều là phải chống thuốc trừ sâu hóa học. Nhưng những con số không cho thấy điều đó. Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, 6 tháng đầu năm nay, 505 triệu đô đã được chi ra để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu. Cả tỷ USD nhập thuốc, mỗi hecta cây trồng chịu đến 2 kg thuốc. Và 80% số thuốc đang được sử dụng không đúng cách, không cần thiết. Ông Vinh nói đúng và đau quá, con đường từ dạ dày đến nghĩa địa đang ngắn hơn bao giờ hết. Có lẽ chúng ta cần một cuộc cách mạng trong nông nghiệp, một cuộc cách mạng thật sự chứ không chỉ là lời hoa mỹ, lý thuyết hoặc như ca thán lạnh xương sống từ các vị tư lệnh. Phải xử lý hình sự kẻ tham nhũng, không thể dùng tiền để thoát tù. Thưa quý vị, gần đây có quan điểm cho rằng người phạm tội tham nhũng nếu ăn năn, nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm hình phạt. Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều ngày 19 tháng 7, trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự cho biết, Nghị quyết Trung ương 3 khóa 10 đã nêu rõ, chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, áp dụng chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội nhưng có thái độ thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng, nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng hơn đối với những người đưa hoặc nhận hối lộ nhưng đã tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện, chú trọng tới các chế tài phạt tiền nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng. Ông Lợi cho rằng, người phạm tội ăn năn nộp lại tài sản thì khi xét xử được xem xét giảm nhẹ hình phạt là cần thiết. Ở đây phải xác định rõ hai việc, một là tự giác khai báo và nộp lại tài sản trước khi bị phát hiện, hai là được xem xét giảm nhẹ hình phạt khi xét xử. Có nghĩa là không thể có chuyện dùng tiền để thay cho ngồi tù mà khuyến khích người phạm tội nộp lại tài sản tham nhũng. Nếu ai chấp hành nghiêm, tự giác khai báo, nộp lại đầy đủ tài sản mình đã ăn cắp hay nhận hối lộ thì sẽ được xem xét khi lượng hình. Luật pháp nghiêm minh và văn minh là ở chỗ không thể hình sự hóa các quan hệ dân sự thì tất nhiên cũng không thể hành chính hóa quan hệ hình sự. Nếu nộp tiền để được bỏ qua hình thức xử lý hình sự thì không còn là pháp luật nữa. Pháp luật nghiêm minh và văn minh ở chỗ không bỏ lọt tội phạm và cũng không xét xử oan sai, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đã có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì phải xử lý hình sự, đó cũng chính là đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm minh và văn minh còn ở chỗ xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với những trường hợp ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, hợp tác với các cơ quan tố tụng, thành khẩn khai báo. Giảm nhẹ hình phạt còn tùy thuộc vào mức độ của hành vi, ví dụ chủ động nộp tài sản tham nhũng trước khi bị phát hiện, khác với nộp lại tài sản tham nhũng sau khi khởi tố vụ án. Nộp toàn bộ tài sản tham nhũng khác với nộp một phần tài sản tham nhũng. Nhưng dù cho ở mức độ nào thì cũng phải xử lý hình sự, bởi vì bất cứ ai cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm pháp luật. Nếu dùng tiền thay cho tù thì sẽ không răn đe, hạn chế được tham nhũng.